502, Viện Chúa Thiên Nga, tiền thân Ham Sa, kìa đám Hồng Nga cất cánh bay. Câu chuyện này, Bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Trúc Lâm, và việc Tôn giả A Nan hy sinh tính mạng. Lúc ấy, tăng chúng cũng đang bàn luận trong Chánh Pháp Đường về các đức tính của tôn giả này, thì Bậc Đạo Sư bước vào hỏi tăng chúng đang nói chuyện gì tại đó, rồi Ngài bảo, này các tỷ kheo, đây không phải là lần đầu tiên A Nan từ bỏ tính mạng vì ta, mà xưa kia cũng đã làm như thế. Và Ngài kể cho tăng chúng một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, có một vị vua ngự trị tại thành Ba La Nại, mệnh danh là Bahu Bhutaka, hay là thân phụ của nhiều dương tử, và chánh cung hoàng hậu của Ngài là Thái Hòa. Thời ấy, bậc đại sĩ sống trên đỉnh núi Sitakuta, Ngài là chúa tể của 90.000 con thiên Nga. Sau khi được sinh làm chim thiên Nga với màu lông vàng ánh, thuở ấy, như đã thuật trước đây, chánh hậu nằm mộng và tâu rằng bà đã mang nỗi khát khao của một thai phụ, muốn nghe một chim kim Nga thuyết pháp. Khi vừa hỏi xem có loài vật nào như kim Nga chăng, chàng ngài được báo tin là hiện có loài ấy trên núi Sitakuta. Sau đó, ngài bảo xây cái hồ đặt tên là Thái Hòa, lại truyền lệnh trồng đủ loại ngũ cốc làm thực phẩm. Hàng ngày, rao truyền khắp tứ phương ban bố lệnh bảo vệ hồ ấy, rồi phái một thợ săn đến bắt thiên Nga. Người này được phái đi cách nào, người ấy canh chừng chim muông ra sao, tin tức được tâu trình vua khi bầy thiên Nga được xuất hiện như thế nào, cái bẫy được giăng theo kiểu gì, và bậc đại sĩ bị mắc vào bẫy. Rồi đại tướng thiên Nga Sư Mục Kha trông thấy ngài trong ba đàn chim kia, liền trở về tìm ngài ra sao. Tất cả chi tiết này sẽ xuất hiện trong Tiền Thân Đại Thiên Nga số 534, tập 6, trong đó chú thiên Nga có tên là Hatarata. Bây giờ, ngay lúc bậc đạo sĩ bị bắt vào thòng lọng và cây sào, dù cho ngài đang treo lơ lửng trong chiếc thòng lọng ở đầu cây sào, ngài cũng cố dương cổ ra nhìn theo hướng bầy chim đã bay trốn mất, và chợt thấy tướng Sumukha quay trở lại. Ngài suy nghĩ, khi chim tướng đến đây, ta sẽ thử lòng chim tướng ấy xem sao. Vì thế, khi chim kia đến, bậc đại sĩ ngâm ba dần kệ. Kìa đám Hồng Nga cất cánh bay, cả bầy hốt quảng hải kinh đầy, đi ngay sư mục long vàng ống, khanh muốn gì chăng ở chốn này. Họ hàng ta đã bỏ rơi ta, bọn chúng đều cao, chạy dút xa. Đào tẩu ngay, không hề nghĩ lại, sao khanh đơn độc ở đây mà. Thiên Nga cao thượng, hãy bay về, tù tội thân không có bạn bè, lúc được tự do, sư mục khởi, bay đi đừng bỏ dịp may kề. Nghe vậy, tướng quân Sumukha đáp lời lúc đang đậu trên dũng bùng. Không, thần sẽ chẳng bỏ Nga Vương, khi đến gần tai quả thảm thương, xong ở lại đây, thần đã quyết, bên ngài dù sống chết không màng. Như thế, Sumukha đã cất giọng sư tử hống và chú chim Hatarata đáp kệ này. Những lời khanh nói thật anh hùng, đại tướng ôi cao cả tấm lòng, chỉ muốn thử lòng hiền hữu đó, trẫm đà bảo bạn hãy phi thân. Trong lúc hai vị đang trò chuyện với nhau như vậy, người thợ săn vừa tới nơi, cầm gậy trong tay, cả chạy như bay đến tốc lực. Sumukha khuyến khích chú chim Hatarata cho phấn khởi tinh thần, rồi bay ra đón người thợ săn, kính cẩn đề cao các đức hạnh của chim chúa đàn. Lập tức tâm hồn người thợ săn trở nên nhu hòa. Sumukha nhận thấy ngay điều này, liền quay lại, đứng cạnh chú thiên Nga để khích lệ ngài phấn khởi tinh thần. Còn người thợ săn tiến gần chim chúa và ngâm dần kệ thứ sáu. Bọn chúng đều co cẳng giúp bay, bầy chim tung cánh giữa trời mây. Thiên Nga vương giả sao chim chẳng trông thấy từ xa chiếc bẫy này. Bậc đại sĩ đáp lại, khi đời sắp sửa phúc lâm chung, giờ tử thần đang tiến lại gần, dù bạn đứng kề bên chiếc bẫy cũng không thấy bẫy đặt dây dăng.
Người thợ săn hài lòng với lời nhận xét của chim chúa, liền ngâm thêm 3 vần kệ hỏi Sumukha. Kìa đám hồng nga cất cánh bay, cả bầy hốt quảng hải kinh thay, còn thiên nga có sắc vàng ống, bầy bỏ rơi còn nán đợi đây. Cả đám hồng nga đã uống ăn, rồi bay về hết chẳng quan tâm, qua không gian chúng lao dùng dục, và bỏ mặt chim chỉ một thân. Có gì quan hệ với chim này, khi cả đàn ruồng rẫy dục bay, dù được tự do chim ở lại, một mình kết bạn kẻ tù đầy. Sumukha đáp lời, chim chúa là đây bạn chí tình, thiết thân như chính cuộc đời mình. Bỏ ngài ư, chẳng bao giờ có, dù lúc tử thần gọi đích danh. Nghe thế, người thợ săn vô cùng quan hỷ và nghĩ thầm, chí thử ta làm hại các sinh vật đức hạnh như thế này, chắc chắn mặt đất sẽ há miệng ra và nuốt chửng ta đi mất. Ta còn thiết gì đến ân thưởng vô ban nữa, ta quyết thả chúng ra thôi. Rồi gã ngâm kệ, thấy rằng vì trọng nghĩa thân bằng, chim sẵn sàng từ bỏ tấm thân, ta thả chú chim đồng mệnh ấy, để cùng nhau khắp chốn đằng dân. Vừa nói lời này xong, gã kéo nga vương Hataratha xuống khỏi cây sào, nói lỏng dây thòng lọng ra, và đem thiên nga tới bờ hồ, rửa sạch máu trên thân chim với lòng đầy thương xót, rồi xoa bóp các bắp thịt cùng gân cốt bị trặt khớp lại cho đúng chỗ. Nhờ tâm tự ái của người thợ săn, cùng uy lực các công hạnh viên mãn của bậc đại sĩ thập hạnh ba la mật, nên lập tức chân ngài lành lặn như trước, chẳng còn một dấu vết nào chứng tỏ ngài đã bị mắc bẫy cả. Tướng quân Sumukha chiêm ngưỡng bậc đại sĩ với lòng hân hoan và cảm tạ qua những lời này. Lạp hộ cùng thân hữu họ hàng, cầu mong các vị phước ân tràn, như ta hạnh phúc khi nhìn ngắm chim chúa giờ đây thoát buộc ràng. Khi người thợ săn nghe lời này, gã nói, này hiền hữu, ngài có thể bay đi rồi đấy. Lúc ấy, bậc đại sĩ bảo ngài, thưa hiền giả, thấy ngài đã bắt ta theo ý riêng của ngài hay do lệnh một người khác? Gã liền kể cho ngài nghe mọi sự. Chim chúa tự hỏi, có nên trở về núi Sitakuta chăng hay đi vào kinh thành kia? Ngài suy nghĩ, nếu ta vào thành thì người thợ săn sẽ được vua ban thưởng, nỗi khát khao của hoàng hậu sẽ được thỏa mãn, tình bằng hữu của Sumukha sẽ được mọi người biết rõ. Rồi cũng nhờ công đức trí tuệ của ta, ta sẽ được vua ban thưởng hồ Thái Hòa như một đặc ân, vậy ta vào thành thì hay hơn. Quyết định thế xong, ngài nói, này thợ săn, bạn hãy mang chúng ta lên đòn gánh của bạn đưa vào ý kiến đức vua, và nếu ngài muốn, ngài sẽ thả ta ra. Này chúa chim ơi, tính vua chúa bạo tàn lắm, vậy các ngài cứ lên đường, các ngài cho yên thân. Sao thế? Ta đã làm mềm lòng một thợ săn như hiền giả, mà ta lại không chiếm được ân sủng của vua chúa kia ư? Cứ để việc ấy cho ta lo liệu. Này bạn hữu, phần của ông bạn là mang chúng ta đến ý kiến đức vua. Người ấy đành tuân lời. Khi vua nhìn thấy đôi thiên nga, ngài rất đẹp ý. Ngài đặt đôi chim lên một cành đậu bằng vàng, bảo đem mật ong và hạt mễ cốc rang chín cùng nước đường lên mời đôi chim. Sau đó, ngài đưa đôi tay lên thỉnh cầu đôi chim thuyết pháp. Ngài dường thấy vua tha thiết nghe pháp như thế, nên trước tiên ngài nói với vua bằng những lời lẽ nhu hòa êm ái. Sau đây là các dần kệ trình bày câu chuyện giữa vua và thiên nga chúa. Thiên nga: đại dương ngọc thể có khang an, quý quốc giờ đây có hưởng tràng, hạnh phúc giàu sang cùng thịnh vượng, và ngài trị nước thật công bằng. Đức vua: thiên nga đây trẫm được khang an, và bổn quốc đây được vẹn toàn, hạnh phúc giàu sang cùng thịnh vượng, với nền cai trị thật công bằng. Thiên nga: triều đình ngài chẳng phạm sai lầm, và đám quốc thù vẫn bặt tâm, bọn chúng chẳng bao giờ xuất hiện, khác nào bóng tối hướng nam chăng. Đức vua: triều thần trẫm chẳng thấy sai lầm, và đám quốc thù vẫn bặt tâm,
bọn chúng chẳng bao giờ xuất hiện, khác nào bóng tối ở phương Nam. Thiên Nga, phải chăng Chánh Hậu cũng chung dòng, lời lẽ ôn nhu, biết phục tòng, Diễm Lệ nhiều con, danh tiếng tốt, chân chiều mọi thánh ý chờ mong. Đức Vua, thưa dân Chánh Hậu cũng chung dòng, lời lẽ ôn nhu, biết phục lòng, Diễm Lệ nhiều con, danh tiếng tốt, dân chiều mọi ý, trẫm hằng mong. Thiên Nga, Đại Đế nuôi dân, ngài có đông, Hoàng Nam được dưỡng dục quai phong, thông minh ứng đối, người nhu thuận, bất cứ việc gì cũng gắng công. Đức Vua, Nga Dương trẫm có đủ Hoàng Nam, nổi tiếng 101 chàng, dạy bảo chúng làm tròn phận sự, chúng không bỏ dở các lời dàn. Nghe điều này, bậc đại sĩ khuyến giáo hội chúng qua năm dần kệ. Kẻ quản trì cho quá muộn màng, thiện hành mà chẳng gắng công làm, dù nhiều đức tính, dòng cao quý cũng vẫn chìm sâu xuống dưới dòng. Người kia tri kiến cứ tàn dần, tổn hại lớn lao nó lãnh phần, như kẻ quán gà vì bóng tối, khi nhìn mọi vật quá phòng căng, gấp đôi tầm cỡ thường nơi chúng, vì có nhãn quan chẳng vẹn toàn. Ai nhìn hư vọng thấy toàn chân, chẳng đạt chút nào trí tuệ thông, như thể trên đường đèo lởm chởm, bầy hươu nai vẫn té nhào lăn. Nếu người nào dũng cảm can cường, đức hạnh mến yêu, giữ đúng đường, dù chỉ là người dòng hạ liệt, cũng bừng lên tựa lửa đêm trường. Cứ dùng ngay ví dụ trên này, chân lý hiền nhân hãy giải bày, dưỡng dục Hoàng Nam thành bậc trí, như mầm non gặp lúc mưa đầy. Bậc đại sĩ đã thuyết giáo như vậy cho vua suốt đêm ròng, lòng khao khát của hoàng hậu đã được thỏa mãn. Trước buổi bình minh, ngài ăn trú vua, vào thập dương pháp và khuyên nhủ vua tinh cần tỉnh giác. Sau đó, ngài cùng tướng quân Sumakha bay lên khỏi khung cửa sổ hướng bắc về miệng núi Sitakuta. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư bảo, như vậy, này các tỷ kheo, trước kia người này cũng đã hy sinh tính mạng vì ta, rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Sa Nặc là người thợ săn, Xá Lợi Phất là vua, một tỷ kheo ni là hoàng hậu Thái Hòa, bộ tộc Thích Ca là đàn Thiên Nga, A Nan là Sumukha và ta chính là Thiên Nga Dương.